Con chào cô, con tên là Đào Trần Linh Đan. Và đây là cái giường mềm nhất của con. Con đang nằm trên cái giường con mèo siêu to khổng lồ của cô ạ. Bây giờ con sẽ đọc cho cô bài Lỡ tí ti mà hổ nhờ thỏ kê ti vi. Thỏ lỡ xô đổ ghế, hổ la thỏ phá nhà ta à. Thỏ sợ quá, tớ lỡ tí ti mà hổ gà gà à. Tớ nhờ thỏ kia mà bỏ qua. Con đọc hết rồi. Con tạm biệt cô và video sau. Bye bye.